Giữa lúc đang thiếu nguồn cung nhà ở tại Berlin, Đức, chính quyền thành phố này đã ra lệnh cấm cho thuê nhà ngắn hạn đối với du khách trong các dịp lễ lộc. Nhiều người cho rằng quy định này có thể làm giảm số du khách đến Berlin. Quy định cấm cho thuê nhà ngắn hạn đối với du khách tại Berlin, Đức chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5. Thông thường, chủ nhà hoặc các căn hộ cho thuê thường đăng rao vặt cho thuê ngắn hạn trên các trang mạng như Airbnb hay Wedom. Nhưng với quy định mới, nếu cho du khách thuê nhà dạng này, chủ nhà có thể chịu mức phạt lên đến 50.000 euro. Ông Stefan Labare là một người chuyên cho thuê căn hộ ngắn hạn theo dạng này. Ông đồng thời là chủ tịch Hiệp hội giới cho thuê nhà dịp lễ ở Berlin, Đức. Ông cho biết ông đang lên kế hoạch yêu cầu chính quyền Berlin dỡ bỏ lệnh cấm trên. Chúng tôi đã thành lập một công ty tồn tại được 10 năm rồi. Chúng tôi làm ăn rất đàng hoàng và cũng rất được lòng khách. Nó tạo ra doanh thu giúp chúng tôi đóng thuế. Chúng tôi có đóng thuế hẳn hoi. Còn bây giờ thì việc cho thuê là trở thành một hành vi phạm pháp, giống như ăn cắp hay là mại dâm vậy. Chúng tôi sẽ không từ bỏ. Đại diện chính quyền Berlin cho biết, lệnh cấm nhằm khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung nhà của Berlin trong nhiều năm qua. Chúng ta có khoảng 12.000 căn hộ ở Berlin, và hàng ngàn căn hộ này không được dùng để cho người dân Berlin thuê nhà, mà chỉ cho du khách thuê ngắn hạn nhằm sinh lời cao hơn. Mặt khác, theo đại diện chính quyền Berlin, thì việc du khách sống trong khu vực dân cư cũng ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của người dân. Cho đến nay, chính quyền Berlin đã yêu cầu 200 căn hộ cho thuê ngắn hạn chuyển đổi thành căn hộ cho thuê bình thường.